Nhà Ngô 939 đến 965. Quốc hiệu Vạn Xuân, kinh đô Cổ Loa, 26 năm các đời vua tính cả Dương Bình Vương một. Ngô Vương Ngô Quyền 939 đến 944, sau chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa, Hà Nội, đặt ra các quan văn võ, đặt ra nghi lễ triều đình, thể hiện nền độc lập tự chủ của đất nước ta. Ngô Quyền làm vua được 5 năm, năm 939 đến 944 thì mất, thọ 48 tuổi. 2. Dương Bình Vương, Dương Tam Kha 944 đến 950, Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi tự lập làm vua là Dương Bình Vương. 3. Nam Tấn Vương, Ngô Sương Căn 950 đến 965, Ngô Sương Căn là con thứ hai của Ngô Quyền và Dương Thị Ngọc, năm 950 đã dùng mưu lật đổ Dương Tam Kha giành lại ngôi vua cho nhà Ngô theo thỉnh cầu của các tướng lĩnh và triều thần, được sự chuẩn tấu của Dương Thái hậu, Ngô Sương căn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Nam Tấn Vương 950 đến 965 đóng đô ở Cổ Loa. Nam Tấn Vương cho người đi tìm anh là Thái tử Ngô Sương Ngập, giả làm thầy đồ trốn ở Nam sách Hải Dương, lấy vợ và có con trai là Ngô Sương Văn. Được Dương Thái hậu chuẩn tấu cả hai anh em đều làm vua, như vậy nước ta lúc đó có hai vua. 4 Thiên Sách Vương, Ngô Sương Ngập 951 đến 959, Ngô Sương Ngập lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Thiên Sách Vương 951 đến 959, sau Ngô Sương Ngập bị bệnh mà chết. Làm vua được 8 năm. Nam, Ngô Sương Sí còn Thiên Sách Vương 965 năm 965, Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn bị bắn chết trong một trận giao chiến ở Thái Bình, còn Thiên Sách Vương là Ngô Sương Sí nối nghiệp làm vua, thế lực này càng yếu kém phải lui về giữ đất Bình Kiều. Từ 966 hình thành 12 sứ quân. Phần 2, Ngô Quyền lên ngôi, Ngô Quyền sinh năm 898, mất năm 944, là người Đường Lâm, nay là Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ông vốn sinh ra trong một dòng họ hào trưởng có thế lực, rất được người dân địa phương mến phục. Khi trưởng thành, Ngô Quyền nổi tiếng là một thanh niên khôi ngô, tuấn kiệt, văn võ toàn tài. Ông được Dương Đình Nghệ, người đứng đầu một thế lực lớn nhất nhì cả nước thời bấy giờ, gà con gái và tin cậy giao cho cai quản cả vùng đất Ái Châu rộng lớn, Chu Phú. Thời bấy giờ nhà đường ở Trung Quốc, cai trị nước Việt. Từ giữa thế kỷ 9, nhà đường phải đối phó với hai biến cố lớn, là nông dân khởi nghĩa và phiên trấn các cứ. Năm 907, nhà đường mất, Chu Ôn lập nên nhà hậu lương, bắt đầu cuộc loạn ngũ đại, sử Trung Quốc gọi là ngũ đại thập quốc. Ở miền Nam Trung Quốc, tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Nham đã cắt cứ và dựng nước Nam Hán. Năm 905, nhân việc nhà đường có loạn, một thổ hào người Việt là khúc thừa dụ, nổi lên đánh đuổi người Trung Quốc, chiếm giữ phủ thành, xưng là tiết độ sứ. Năm 907, khúc thừa dụ chết, còn là khúc Hạo lên thay. Khúc hào sai con là khúc thừa Mỹ, làm hoan hảo sứ sang dò xét nhà Nam Hán. Năm 917, khúc hào chết, khúc thừa Mỹ lên thay, cho người sang nhà lương lính tiết Việt, muốn lợi dụng sự mâu thuẫn giữa nước lương và Nam Hán, để củng cố sự nghiệp tự cường của mình. Vua Nam Hán là lưu cung tức giận, xua quân chiếm cứ giao chỉ, năm 923, tướng Nam Hán Lý Khắc Chính đem binh đánh, bắt được khúc thừa Mỹ, Lý Khắc Chính lưu lại giao chỉ. Một hào trưởng người Ái Châu thuộc Thanh Hóa ngày nay là Dương Đình Nghệ nuôi 3.000 con nuôi, mưu đồ khôi phục. Ngô quyền lớn lên làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả con gái cho và giao quyền cai quản Ái Châu, đất bản bộ của họ Dương. Năm 931, Dương Đình Nghệ phát binh từ Thanh Hóa ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán, đánh bại Lý Tiến và quân cứu viện do Trần Bảo chỉ huy, chiếm giữ bờ cõi nước Việt, xưng là tiết độ sứ. Năm 937, hào trường đất Phong Châu là kiều công tiến sát hải Dương Đình Nghệ, trở thành vị tĩnh hải quân, vua đường Ý Tông đổi từ An Nam Đô Hộ Phủ năm 866, tiết độ sứ cuối cùng trong thời kỳ tự chủ. Nhưng công tiến lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc, hành động tranh giành quyền lực của ông bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương, và thậm chí nội bộ họ kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, công tiến vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược tính hải quân của nhà Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc thời kỳ Bắc thuộc của Việt Nam. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Ngô Vương qua đời ở tuổi 47, chỉ vì được 6 năm. Sau cái chết của ông, nhà Ngô suy yếu nhanh chóng, không khống chế được các thế lực các cứ địa phương, và sụp đổ vào năm 965. Năm 938, sau khi Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền được tin về việc phản nghịch của Công Tiễn, và thấy việc Công Tiễn quy phục Nam Hán là nguy hại cho cuộc tự chủ mà họ khúc và Dương Đình Nghệ cố gắng xây nền móng, nên phát bình từ ái châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sai sứ sang đút lót để cầu cứu với nhà Nam Hán. Sách An Nam Chí Lược viết rằng, Công Tiễn bị Ngô Quyền vây, sức yếu bị thua mới cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán là lưu cung nhân giao chỉ có loạn muốn chiếm lấy, Lưu Cung Phong cho con mình, là vạn vương Lưu Hoàng Tháo làm giao vương, đem quân cứu kiểu công tiễn. Nhưng khi quân Nam Hán chưa sang, mùa thu năm 938, Ngô Quyền đã giết được kiểu công tiễn. Lưu Cung tự làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Lưu Cung hỏi kế ở Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích, Tiêu Ích nói, nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh xuất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến. Ngô Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe công tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn, đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước chiều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát. Ngô Quyền định kế rồi, bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước chiều lên, Ngô Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ quân Nam Hán đuổi theo. Hoàng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước chiều rút, cọc nhô lên, Ngô Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai đấy đều liều chết chiến đấu. Quân Nam Hán không kịp sửa thuyền mà nước chiều rút xuống rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Ngô Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoàng Tháo giết đi vua Nam Hán đồn trú ở cửa biển để cứu trợ, nhưng không làm gì được. Thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về. Ngô Quyền mất ngày 18 tháng 1 năm Giáp Thìn, 14 tháng 2 năm 944, hưởng dương 47 tuổi. Trước khi chết, ông Di Trúc cho Dương Tam Kha phò tá con của mình là Ngô Sư Ngập. Ông không có miếu hiệu và thủy hiệu, sử sách xưa nay chỉ gọi ông là Tiền Ngô Vương. Sách Thiền Uyển Tập Anh, phần truyện quốc sư khuôn Việt có nhắc Ngô Thuận Đế. Dương Tam Kha cướp ngôi cháu, tự lập mình làm vua, xưng là Dương Bình Vương, lấy Ngô Sương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền làm con nuôi. Ngô Sương Văn sau dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha, năm 950, Ngô Sương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đồ ở Cổ Loa. Ngô Sương Văn cho người đón anh trai Ngô Sương Ngập đang trốn ở Nam Sách trở về. Ngô Sương Ngập cũng làm vua, tự xưng là Thiên Sách Vương 951 đến 954. Từ năm 951 đến 956, lần lượt các thế lực họ đinh, họ dương vào hoàng tộc nhà Ngô cắt cứ, chống đối với triều đình cổ loa, mở đầu cho loạn 12 sứ quân.